Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề cơm no thì dùng mỡ. Cả thế giới bây giờ đang đói kém, nhưng mà Mỹ nó vẫn giàu. Hôm nay trong cái ngân sách quốc phòng 858 tỷ, thì nó đã vào dành trong đó ít nhất là 2 tỷ đô la để nó nghiên cứu, nó đưa cho một đại học, gọi là Đại học Pittsburgh University. Nghiên cứu cách xưng hô trong quân đội. Quý vị thấy nó cả chớn không? Bởi vì lâu nay trong quân đội, cấp dưới gặp cấp trên chào và nói rằng Sir, thưa ông, thưa ngài. Lúc đầu là quân đội chỉ có phía Nam, cho nên họ dùng chữ Sir. Sau này quân đội có phái nữ thì họ dùng chữ Ma'am. Nếu là thượng cấp là đàn ông thì người ta nói Sir, thưa ngài. Nếu thượng cấp là đàn bà, họ dùng chữ Ma'am là quý bà. Rất lịch sự và rất văn hóa nhân bản và lễ độ. Nhưng bây giờ nó là trong quân đội nó rắc rối. Từ cơ hội Obama giống như là bắt ra lệnh phải xây cái nhà cầu thứ ba ở các trường học, ở các cơ sở. Lâu nay có phòng restroom của nam, restroom của nữ, và Obama ra lệnh phải xây thêm cái nhà cầu no gender, không có giống, để cho những người cải nam cải nữ người ta tới, người ta đi. Nhiều người lesbian là đàn bà, nhiều người homo là đàn ông. Cho nên Bộ Quốc phòng đã bỏ ra ngân sách 2 tỷ đô la để nghiên cứu cách xưng hô trong quân đội của Hoa Kỳ. Quý vị thấy nó giàu đến như vậy. Rồi câu chuyện khác là lâu nay nước Mỹ là một nước tự do, cho nên tôn giáo trong đó có cái phe gọi là phe cánh hữu, phe cánh tả. Mà phe cánh tả của Mỹ giờ này người ta không còn muốn theo Thiên Chúa và người ta chống đối. Trong đó ngay cả những người Do Thái, chúng ta có cái loại Judah cánh hữu, Judah cánh tả và Judah cấp tiến. Thế thì chúng ta phải thật thà mà nói rằng cái bọn Hollywood của Mỹ cũng như là bọn media của Hoa Kỳ, nó là do cái bọn tài phiệt đa số mà theo cộng sản, theo xã hội chủ nghĩa. Cho nên nó làm ra những cái phim để chống công giáo, nó làm ra những cái tác phẩm mà vô thần. Rồi rất nhiều khán giả nói, giáo sư à, chúng tôi cảm thấy lo lắng cho Hoa Kỳ, bởi vì nếu tình trạng này kéo dài, Hoa Kỳ sẽ không còn tôn giáo. Đúng, cái đường lối của vô thần bỏ vấn đề cầu nguyện. Quý vị nhớ không? Trước kia, trong các trường học, đều có cái lời cầu nguyện của học trò buổi sáng trước khi vào học. Mà từ ngày Obama lên, nó ra lệnh bỏ, không cầu nguyện nữa. Cho nên nó cho những cái tên đánh banh, mấy tên da đen, lúc mà chào quốc kỳ Mỹ thì nó lại quỳ, nó không chào. Nó khinh rẻ quốc ca Hoa Kỳ và nó khinh rẻ niềm tin của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà bên cạnh đó có những người Mỹ rất yêu nước, có những tài tử, có đức tin rất mạnh. Tôi muốn nói đến một tài tử tên là ông Neil McDonald. Tài tử Neil McDonald, ông ta sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966 ở vùng Dorchester của tiểu bang Massachusetts. Ông ta là một con người có đức tin công giáo rất mạnh. Ông ta không bao giờ đóng phim mà chịu những cái cảnh gọi là cảnh khích dục về sinh lý. Bằng chứng, ông đã từng bị bỏ một cái hợp đồng ở cái phim mà nổi tiếng trước đây, đó là phim Scout Drive. Và phim đó, ông đã hợp đồng ký hàng chục triệu đô la mà ông đã bỏ, là vì trong đó ông phải làm tình, những cái màn làm tình sinh lý nóng bỏng. Ông nói rằng tôi với cái đức tin công giáo, tôi không thể làm cái trò hề này được. Chẳng thà, tôi không đóng phim nữa, nhưng
tôi muốn giữ cái tâm hồn trong sạch. Với cái đức tin công giáo từ bé, tôi không thể làm những cái việc trái lại đức tin. Ông có một bà vợ, cũng là có một cái sự đức tin mạnh mẽ, là bà R.V. Robertson, cũng là một tài tử. Và ông là một người ca tụng Thiên Chúa. Trong cái mùa Noel vừa rồi, ông đã bỏ hàng chục triệu để mở ra những cái cuộc đại hội về nhạc Giáng sinh. Rồi chúng ta bên cạnh một người tốt như là ông Neil McDonald, cũng lại có một người tốt khác, đó là ông tài tử Jim Caviezel. Ông Jim Caviezel, ông ta sinh ngày 26 tháng 9 năm 1968. Ông đã từng đóng cái phim The Passion of the Christ, là cái thương yêu nhiệt tình của Đấng Cứu Thế, mà ông đóng cái vai Chúa Giêsu. Và ông đóng cái vai này vào năm 2004. Và cái cuốn phim này chiếu cả thế giới đã đem về cho cái người sản xuất, đó là ông Mel Gibson. Cuốn phim này đã thu về được 374.568.000. Và cái ông tài tử Jim Caviezel này, trong cái lúc đóng phim ở bên Ý, đóng về Thiên Chúa, ông ta đã từng bị sét đánh. Rồi ông ta bị coi như đối với người khác, ông ta bất tỉnh. Nhưng mà rồi với đức tin, Thiên Chúa đã gìn giữ ông. Quý vị mà đọc tiểu sử về cái cuốn phim mà ông tài tử Jim Caviezel, ông ta đóng phim vai Thiên Chúa, rất là lao đao. 3-4 phen chết, mà cuối cùng ông được thoát hết. Là vì ông được Thiên Chúa chữa ông và gìn giữ ông. Còn những cái mà Satan nó muốn phá, nó không muốn cho ông đóng vai việc Thiên Chúa. Nhưng mà rồi cái số người mà người ta tin đức tin quá mạnh, và họ đã đi mua vé và họ coi là một cái cuốn phim có số thu cao nhất, 376 triệu đô la. Quý vị thấy có hay không? Bởi vậy 370.782.930 đô la. Mà ông Mel Gibson là một người đạo diễn và là nhà sản xuất phim. Ông tài tử Jim Caviezel, ông ta nói một câu rằng là đức tin đã cứu tôi. Và đây là một phép lạ. Và hiện nay hai ông tài tử là ông Neil McDonald cũng như là ông Jim Caviezel đóng rất nhiều phim, mà bây giờ ông Jim Caviezel sắp sửa đóng vai Thiên Chúa trong cái cuốn phim sắp tới The Resurrection of Christ, tức là Chúa Phục Sinh. Đây là một cái phần hai mà rất nhiều người đang chống đối, nhất là bọn Hollywood. Quý vị nhớ rằng là dân Do Thái nó chiếm Hollywood, dân Do Thái nó chiếm media truyền thông. Và Do Thái nó cũng có ba phe, một phe cánh hữu, tức là nó tin vào Thiên Chúa. Một phe liberal, rồi cái bọn này 50-50, lúc tin Chúa, lúc bỏ Chúa. Và cái bọn thứ ba là leftist, là cái bọn cánh tả, là nó chống đối Chúa, chống đối Thiên Chúa, chống đối Tòa Thánh Vatican. Làm cái bọn nguy hiểm nhất, nhưng chúng nó đã phải đầu hàng khi mà Mel Gibson đưa ra những cuốn phim dựa vào Kinh Thánh, New Testament. Và ông Mel Gibson nói rằng là lần này chúng tôi cũng vẫn mời ông Jim Caviezel đóng vai Chúa Giêsu, bởi vì chúng tôi đã thấy rằng trong cái cuốn phim The Passion of the Christ, ông đã được nhiều phép lạ. Và quý vị nhớ, ông ta đi theo đường lối của Thiên Chúa giáo, không có cho vợ ngửa thai. Ông ta có đến 9 đứa con.
Mel Gibson có 6 đứa, ông Neil McDonald cũng có 5 đứa con. Rồi cuộc đời của Mel Gibson phải nói thẳng, ông ta là một người rất tin về Thiên Chúa Giáo. Và cái đức tin của ông quá mạnh, ông nói rằng là cái nhiệm vụ thiêng liêng của người làm phim là phải đem ánh sáng đức tin đến mọi người. Cho nên tôi không cần biết ai chống và ai không chống. Tôi đã có nhiều lần thưa với quý vị, nước Mỹ này là nước của Thiên Chúa. Và luôn luôn trong cái giờ phút nguy hiểm đều có người của Thiên Chúa xuất hiện. Bằng chứng quý vị thấy, Donald Trump vào năm 1987, khi mà bà Oprah Winfrey hỏi rằng bây giờ ông là một tỷ phú đẹp trai, nhiều tiền, vợ đẹp, con khôn, thế thì ông bao giờ định ra tranh cử tổng thống? Ông Donald Trump tuyên bố rằng tôi chỉ ra tranh cử khi nước Mỹ sa đọa. Thế đến năm 2016 vừa rồi ông ta đã ra tranh cử. Và đến giờ này người ta cũng hỏi ông bây giờ bạc tỷ, vợ con ngon lành thôn về hưu đi, ông có ra tranh cử làm gì? Ông bảo tôi thấy nước Mỹ giờ vẫn còn đau khổ, cho nên tôi không có nề hà thì hy sinh tiếp tục. Thế thì bên cạnh Donald Trump thì lại Thượng Đế ban cho một Elon Musk. Có bao giờ lại bỏ ra 44 tỷ đô la để mà đi mua một cái Twitter không? Mà nhờ ông ta mua cho nên bây giờ mới lột mặt nạ cái bọn sắt. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.